À, chào các chị, trên tay đang cầm đây là hai dòng collagen NeoCell dạng viên và được rất nhiều các chị em ở Việt Nam đang tin tưởng sử dụng, và cái sản phẩm này bán rất nhiều ở trên mạng. Trước kia thì em có làm một cái video rất chi tiết về cái Super Collagen C cộng 250 viên rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm rất là đỉnh đám Super Collagen C cộng with Biotin. Loại này là có thể tích là 350 viên. Bây giờ thì mọi người cùng đón xem chi tiết video review về sản phẩm này ạ. Đây là mẫu thực tế của Super Collagen C cộng with Biotin 360 viên. Trước kia thì sản phẩm này có mẫu cũ và được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Nhưng hiện nay thì cái mẫu cũ đã không được sản xuất nữa. Thay vào đó là cái sản phẩm mẫu mã mới này. Thì chị em cùng xem về cái sản phẩm cũ trước kia với sản phẩm mới hiện nay nó có cái nhược điểm gì khác nhau. Vừa rồi thì các chị đã xem qua về cái sản phẩm cũ trước kia mà hãng sản xuất. Thì bây giờ mọi người cùng xem chi tiết về cái sản phẩm mới này. Nó có những cái điểm gì khác và nó có những cái đặc điểm gì mà tại sao mà nhiều chị em lại tin tưởng sử dụng cái dòng collagen của NeoCell đến vậy. Đây là mẫu mới nhất của sản phẩm Super Collagen C cộng with Biotin. Thì ở đây có màu hồng tím. Cái thể tích của cái sản phẩm này là 360 viên. Và mỗi viên thì có 6.000 mg. Thì các chị nhìn đây là 6g đấy ạ, 6g collagen Tuyếp 1 và 3. Thì 6g này quy đổi ra là 6.000 mg. Và ở đây nó ghi là for healthy skin, nghĩa là tốt cho da, tóc và móng. Đây là mã vạch của sản phẩm. Mọi thông tin ở trên sản phẩm thì đều bằng tiếng Anh. Đây có ghi những cái thông tin vitamin C này 60 mg và Biotin chiếm 5.000 mg. Đây có ghi về công dụng này đấy, và cách hướng dẫn sử dụng. Mặt trước thì có logo của NeoCell này, sản phẩm New Look này. Và ở dưới đáy hộp ấy thì có thông tin về sản phẩm cũng như là hạn sử dụng và date của sản phẩm. Như cái sản phẩm em đang làm cho mọi người đây là date là tháng 6 năm 2021. Sờ ở đây có độ gợn về sản phẩm chuẩn. So với là những cái sản phẩm trước kia ấy, thì sản phẩm của NeoCell with Biotin này nó có thêm cái chất Biotin. Biotin nó là một trong những cái dưỡng chất là giúp cho tóc và móng được khỏe mạnh hơn, tóc mượt mà hơn và móng tay, móng chân được hồng hào hơn. Vậy thì mọi người đang băn khoăn là cái collagen type 1 và type 3 này thì nó có tác dụng gì? Thì em xin được chia sẻ chung cho mọi người biết. Collagen nó chính là protein. Và collagen nó chiếm 25% protein của cơ thể. Nó có mặt ở hầu hết những cái vị trí trên cơ thể, đặc biệt nó có ở những cái vị trí như là móng tay, tóc và ở những cái vị trí như là sụn xương. Tại sao thì chúng ta cần bổ sung collagen? Thì mọi người cần biết rằng thì theo thời gian thì cơ thể sẽ bị lão hóa và cái lượng collagen mà mọi người ăn thì nó không thể đáp ứng được cho cơ thể. Vì vậy thì ở nhiều chị em hiện nay thì em đang gặp một số cái hiện tượng, ví dụ như là đầu gối bị đau mỏi, da bị nhăn và sạm, tóc bị khô và gãy rụng. Và đấy là một trong những cái biểu hiện của lão hóa, và tiêu biểu đấy là do chị em mà bị thiếu hụt collagen. Nên là nhiều chị em mà có cái da, cái tóc móng đẹp, các chị đều bổ sung cái thành phần collagen và bổ sung đầy đủ, khiến cho là cái da của các chị nó trở nên nó mịn màng hơn, căng bóng hơn. Có những cái diễn viên, ca sĩ họ lại bổ sung về cái đường uống này. Theo đường uống thì họ bổ sung theo collagen, vitamin C, vitamin E và những cái dưỡng chất khác. Còn theo đường bôi ấy, thì họ lại bổ sung theo tế bào gốc và những cái sản phẩm về hỗ trợ làm trắng da, đẹp da. Vì vậy là để một cái cơ thể khỏe mạnh và một làn da đẹp thì các chị cần bổ sung bên ngoài và kèm theo nữa là bổ sung bên trong. Và một trong những cái sản phẩm mà không thể không nói đến đấy là collagen, và cái thương hiệu nổi tiếng ở trên thế giới là collagen NeoCell. Nhiều chị đang băn khoăn là collagen NeoCell này nó phù hợp với ai, ai thì nên uống. Nhiều chị băn khoăn ấy, là chị ngoài 30 tuổi thì có dùng được không.
Hay là có những chị mà đang muốn là giảm cân, tập yoga, tập gym thì có hỏi là chị đang muốn giảm cân thì uống cái loại này thì có sợ béo không? Ở các video trước thì em cũng có chia sẻ rồi là collagen này thì nó phù hợp cho những chị em là độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Và ngoài 30 tuổi thì các chị là càng nên bổ sung đầy đủ và với hàm lượng cao, vì là khi đấy thì cơ thể của các chị ở ngoài độ tuổi 30 rồi thì nó sẽ bị thiếu hụt đi cái collagen, nên là dẫn tới những cái dấu hiệu lão hóa của cơ thể. Như là các chị soi gương thì các chị thấy có những cái biểu hiện, ví dụ da sờ và nó sạm hơn, có những cái vết chân chim hay là đầu gối đau mỏi, có những hiện tượng là đi ngủ hoặc mất ngủ thì khiến cho là cái xương nó cứ buồn buồn và chân đầu gối khớp sụn đấy, nó cảm giác là nó bị đau mỏi. Vì vậy nên các chị là cần để bổ sung những cái dòng collagen để cho cái cơ thể của mình nó được bù đắp lượng collagen thiếu hụt, khiến cho cơ thể mình nó phát triển một cách toàn diện, chống lại những cái dấu hiệu lão hóa của cơ thể. Và những điều gì cần chú ý khi mà bổ sung cái collagen neo cell này thì em xin được chia sẻ, đây nó là một cái dạng thực phẩm chức năng bổ sung collagen cho cơ thể. Vì vậy thì nó cần hấp thu một cách từ từ và các chị cần bổ sung đúng liều lượng và uống thường xuyên, tránh ngắt quãng. Có những chị là không có cái thói quen về uống thực phẩm chức năng nên là có ngày uống, ngày không. Có những ngày thì uống rất là nhiều nhưng có những ngày lại không sử dụng đến. Vì vậy thì em khuyên là các chị nên có một thói quen là sử dụng đều đặn và sử dụng đủ liều lượng, đúng liều lượng. Mỗi ngày trung bình thì các chị nên uống cho em từ 4 cho đến 6 viên. Nếu mà chị nào ngoài 30 tuổi rồi thì nên uống cho em một ngày 6 viên, mỗi bữa là uống 3 viên và uống sau khi ăn để cho cái collagen và cái biotin này nó được hấp thụ một cách tốt nhất. Sản phẩm này thì nó cũng giúp cho những cái chị đang có cái lo ngại là sợ tăng cân, thì sản phẩm collagen nó không chứa chất béo nên là các chị sử dụng nó chỉ tốt cho cơ thể, cho da, cho xương chứ không sợ là tăng cân, nên là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái dòng collagen này mà không lo bị tăng cân. Ngoài bổ sung cái collagen này ra thì cũng rất là nhiều chị đang quan tâm đến sức khỏe và làm đẹp thì có hỏi bên Hoa Beauty là nên bổ sung thêm những cái dòng nào nữa để cho da nó được đẹp và tóc nó được khỏe. Thì em chia sẻ thì thật ra là collagen này mỗi dòng nó có một cái ưu điểm riêng của nó. Như collagen của NeoCell Super Collagen C cộng with Biotin này thì nó lại tốt cho da, cho tóc, cho móng, cho xương. Vì vậy thì để mà cái cơ thể nó được tốt hơn và được bổ sung đầy đủ thì các chị nên tìm hiểu thêm những cái dòng thực phẩm khác như là Blackmore hay là của Natumed. Một cái câu hỏi nữa mà rất là nhiều chị đang quan tâm xem video từ đầu video đến giờ là mua cái sản phẩm NeoCell này ở đâu? Thì các chị biết rằng là ở Việt Nam ấy thì hiện nay là những cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bị làm giả, làm nhái rất là nhiều. Có những chị là bỏ ra cái số tiền rất là cao nhưng mà mua về cái sản phẩm uống không thấy tác dụng. So sánh với những cái sản phẩm chuẩn Âu thì mới phát hiện ra là các chị đã mua phải hàng giả, hàng nhái. Như các chị biết rằng ấy thì hiện nay thì ở thị trường ấy, những cái đồng hồ Rolex đến hàng trăm triệu mà trên báo đài TV vẫn giới thiệu là vẫn là hàng giả, không phải hàng chuẩn. Vì vậy thì các chị phải hiểu rằng là những sản phẩm đắt tiền như vậy, tinh vi như vậy mà vẫn có hàng giả, thì những cái sản phẩm thực phẩm chức năng như thế này giá của nó dao động khoảng 500-700 thì người ta làm giả rất là nhiều. Nên là em khuyên các chị là tìm những cái nơi uy tín để lựa chọn sản phẩm. Nếu có người quen mua trực tiếp ở những cái siêu thị của nước ngoài là tốt nhất. Còn nếu mà ở Việt Nam thì các chị hãy lựa chọn những cái nơi uy tín bán những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, những sản phẩm mỹ phẩm cao cấp thì với hy vọng mua được hàng chuẩn, giá hợp lý. Còn nếu mà những sản phẩm mà giá rẻ bất ngờ so với cái giá hãng thì các chị hãy cẩn thận tránh mua những cái sản phẩm như vậy, có thể là mua phải hàng giả, hàng nhái mà mình không thể phát hiện ra được. Qua đây thì em xin được cảm ơn những chị khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Hoa Beauty trong thời gian qua. Nếu mà các chị là người đầu tiên xem những cái video này em review và biết tới Hoa Beauty thì em mong rằng các chị hãy ghé thăm shop và trải nghiệm những cái sản phẩm mà Hoa Beauty đang phân phối. Nếu mà mọi người có những cái băn khoăn hay là thắc mắc về sản phẩm NeoCell hay bất cứ những cái câu hỏi nào về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại em để ở trên màn hình 0985 229900, hoặc là mọi người truy cập vào website là hoabeauty.vn. Cảm ơn các chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo.